Nếu có 50 tỷ bạn sẽ bui team như thế nào là mạnh mẽ nhất, là đồng đều nhất và là đẹp nhất? Thì đây trên màn hình chính là câu trả lời của mình. Chỉ với đâu đó khoảng 47 tỷ anh em đã có thể sở hữu một mùa World Cup full team cực kỳ đẹp. Đây được coi gần như là đội hình mạnh nhất kỳ World Cup rồi. Chỉ thiếu hai cái tên, đó chính là Cristiano Ronaldo và Raphael Varane mà thôi. Lĩnh xương hàng công 50 tỷ ngày hôm nay sẽ là Kylian Mbappe. Mbappe đã ghi tận 2 bàn thắng trong trận chung kết, cùng với đó là đá phạt đền thành công nhưng vẫn không thể nào đưa Pháp lên ngôi vô địch được. Một sự tiếc nuối dành cho cầu thủ sáng giá nhất nhì bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Sát cánh cùng Mbappe sẽ là Vinicius Junior. Dù cho Brazil không lọt vào quá sâu nhưng mình vẫn lựa chọn cầu thủ này. Mình thích những cầu thủ có tốc độ, có kỹ thuật và có sức trẻ giống như là Vinicius Junior. Nhắc đến kỳ World Cup năm 2022, không thể nào không nhắc đến Lionel Messi, cầu thủ đã lên ngôi cùng với đội tuyển Argentina. Lionel Messi của kỳ World Cup này thì người ta đồn đoán rằng anh có thể lực rất là yếu, cùng với đó là thi đấu không hề tốt, nhưng cá nhân mình trước đây mình đã nói một lần rồi, mình cực kỳ tin vào Messi của kỳ World Cup và không lý do gì ngày hôm nay Messi không xuất hiện cả. Bộ ba hàng tiền vệ đủ sức để chia bài, để phân phối bóng cho hàng công này chính là Jude Bellingham. Cái tên đầu tiên, rất nhiều người hỏi tại sao Bellingham mùa này lại đắt như vậy phải không ạ? Thì ngày hôm nay Bellingham cũng có mặt và chứng minh cho mọi người thấy giá trị của mình. Bellingham có giá đâu đó cộng 2 rơi khoảng tầm 6 tỷ rưỡi. Nói chung con hàng này cực kỳ là đắt đỏ ở cái mùa World Cup này nha. Cùng với con hàng Sergei Milinkovic-Savic. Ở vị trí CDM sẽ là sự xuất hiện một con hàng quen thuộc là Casemiro của mùa World Cup. Thật ra thì vị trí CDM mùa World Cup mình cũng không thấy một con hàng nào ngon hơn Casemiro. Nếu anh em có con hàng nào ngon hơn con hàng Casemiro, anh em có thể comment ở phần bên dưới nha. Thi đấu cùng với lại Jude Bellingham ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là Kevin De Bruyne, cầu thủ có đến tận 6 chỉ số ẩn. Và dù cho Bỉ đã bị loại rất sớm ở kỳ World Cup năm nay, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà bàn cãi về đẳng cấp của Kevin De Bruyne được. Nếu mà không có những pha giật mình của Romelu Lukaku thì mình nghĩ là Bỉ đã vào vòng trong rồi. Bộ tứ vệ ngày hôm nay cũng cực kỳ xuất sắc với sự xuất hiện của Theo Yukon ở bên phía hành lang cánh trái. Theo Hernandez cũng đã có một kỳ World Cup tương đối là thành công thôi. Đánh giá là tương đối thành công. Ở vị trí CB sẽ là Ender Militao. Ender Militao, con hàng này mình cũng đã sử dụng rất nhiều và mình đánh giá là rất là ok nha. Thật ra thì ở vị trí này còn có một trung vệ siêu đắt đỏ là Raphael Varane, hơn 10 tỷ. Ngày xưa thì hơn 10 tỷ nhưng bây giờ thì giá đang sập sàn, mình không mường tượng là bao tỷ. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng Raphael Varane là con hàng CB đắt nhất của mình World Cup. Nhưng mà ngày hôm nay đá cặp cùng Ender Militao không phải là Raphael Varane mà là Rudiger. Rudiger dù bây giờ phong độ nó không còn đỉnh cao, mình cảm thấy vậy, nó không đỉnh cao như thời ở Chelsea, thời vô địch C1, nhưng mà vẫn là con hàng rất là tín. Thi đấu ở vị trí còn lại, vị trí ở cánh phải không ai khác là Achraf Hakimi, người cùng đội tuyển Maroc đã tạo nên lịch sử khi lọt vào bán kết của kỳ World Cup. Maroc của Achraf Hakimi thi đấu cực kỳ hay và riêng cá nhân cầu thủ này cũng vậy mà thôi. Thi đấu trong khung gỗ sẽ là Thibaut Courtois, thủ thành của đội tuyển Bỉ. Như mình đã nói ban đầu, dù cho Bỉ không lọt vào quá sâu nhưng mà có hai cầu thủ cực kỳ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Bỉ, đó chính là Thibaut Courtois và Kevin De Bruyne thì đều xuất hiện trong đội hình gần 50 tỷ này. Một đội hình cực kỳ đồng đều, sức mạnh cực kỳ đẹp, có sự xuất hiện của những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, ví dụ như Lionel Messi, ví dụ như Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne hay là Thibaut Courtois. Ba tuyến thì không tuyến nào bị lệch. Một mùa AI cũng được đánh giá rất cao. Và nếu bạn đang phân vân khi mà cần bui team 50 tỷ, các bạn nên tham khảo team này nha. Và không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đi kiểm chứng sức mạnh của một đội hình được coi gần như là xuất sắc nhất của kỳ World Cup năm 2022. Ngay hôm nay thì các cầu thủ này sẽ khoác áo của Real Madrid và trong trận đấu đầu tiên họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Và đối thủ của họ không ai khác chính là Manchester City. Hai câu lạc bộ này sẽ gặp nhau trong trận bán kết C1 năm nay. Trong trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ Real Madrid sẽ được mặc bộ trang phục truyền thống của họ là áo trắng, quần trắng và tất trắng, bảo vệ khung thành phía tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Trọng tài vừa tuyết còi cái là các cầu thủ Real Madrid đã tràn lên và xanh chín luôn. Đây là Lionel Messi, tiếp tục là Lionel Messi, tình huống xi nhan của Lionel Messi và bóng đến chân của Kevin De Bruyne ngay phút thứ 7, và Kevin De Bruyne đã là người nổ súng đầu tiên. Một trong những tiền vệ có khả năng sút xa tốt nhất ở tựa game FIFA Bayern Quốc thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm của Kevin De Bruyne, một đường cong không cho thủ thành của Manchester City bất cứ cơ hội nào. Các cầu thủ Manchester City đã hơi bị ngợp khi họ phải làm khách trên sân nhà Santiago de Bernabeu của Real Madrid. Tình huống cướp bóng là của Vinicius Junior, đường chọc khe cho Vinicius, tốc độ của tuyển thủ người Brazil.
Tiếp tục là Vinicius Junior và pha bẻ lòng nhẹ nhàng 2-0. Quá nhẹ nhàng chỉ sau 12 phút bóng lăn. Real Madrid đã vươn lên dẫn trước 2-0 với hai bàn thắng của Kevin De Bruyne và Vinicius Junior. Tốc độ quá tốt của Vinicius Junior, đội bạn ủi giải xoạc à. Hai cầu thủ xoạc mà khoảng cách mà Vinicius Junior tạo ra với hậu vệ đối phương luôn luôn là 1 mét. Những pha bứt tốc cực kỳ khủng khiếp của cầu thủ người Brazil. Đây rồi, những pha lắt léo của cầu thủ Manchester City nhưng không đem lại hậu quả. Đây rồi, đây là đường truyền dành cho Kylian Mbappe. Tiếp tục là tốc độ của Kylian Mbappe. 17 phút và tỷ số đã là 3-0. Đường kiến tạo của Lionel Messi dành cho Kylian Mbappe. Tình huống bứt tốc đầu tiên của Kylian Mbappe là hơi chậm nhưng ngay sau đó anh vít như một cái tên lửa. Đội bạn đã thoát luôn sau tình huống đó khi mà bị vã 3-0 ngay 18 phút đầu tiên. Trong trận đấu thứ hai thì các cầu thủ Real Madrid họ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón một đội bóng cũng mang logo Real Madrid khác. Trời ơi, một cuộc nội chiến chăng? Đội chủ nhà tiếp tục được ra sân với bộ trang phục truyền thống, áo trắng, quần trắng và tất trắng. Đây rồi, những đường đàn bóng đầu tiên. Đây là Theo Icon giật bóng về dành cho Ender Militao. Các cầu thủ Real Madrid đang thể hiện lối đá cực kỳ là đẳng cấp. Đây rồi, đây là Kevin De Bruyne, đường truyền dành cho Araf Hakimi. Lionel Messi tranh chấp không thành công và anh đã ngay lập tức truyền về cho Antonio Rudiger. Đây rồi, đây là... không được. Kylian Mbappe đã không thể nào vượt qua được hậu vệ đối phương. Tình huống áp bóng tốt là của Jude Bellingham nhưng ngay sau đó cầu thủ người Anh đã chuyền hỏng. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cực kỳ nhanh và hai đội đang có những pha ăn miếng trả miếng. Đây rồi, tình huống áp sát thuộc về Theo Icon. Anh em có thể thấy tốc độ của Theo Icon và khả năng phòng ngự cầu thủ này. Không ngẫu nhiên mà cầu thủ này là tiền vệ trái được lựa chọn nhiều nhất ở vị trí hậu vệ cánh trái, kể cả là tựa game FIFA Online hay là tựa game FIFA Mobile. Đường truyền dành cho Vinicius Junior, tiếp tục là Vinicius Junior và tỷ số đã được mở. Anh em có thể thấy được sức mạnh của Vinicius Junior là như thế nào, những khả năng bứt tốc ở bên phía hàng cánh trái và những pha dứt điểm chéo góc. Lúc nãy là một tình huống bẻ lòng bằng chân trái và đây là một tình huống đóng quá mạnh vào góc xa. Không có một cơ hội nào, nói chung là bắt vào mắt. Tỷ số là 1-0, phút thứ 18, các cầu thủ đội chủ nhà đã vươn lên. Họ đang có một phong độ cực kỳ cao sau một màn hủy diệt Manchester City chỉ trong 18 phút. Thì ngày hôm nay cũng là phút thứ 18, họ đã vươn lên dẫn trước. Đây rồi, các cầu thủ đội khách không tài nào mà họ có thể chịu cái tỷ số này cả. Họ cũng là một đội bóng cực kỳ mạnh. Đường truyền lên dành cho Kylian Mbappe. Tốc độ của Kylian Mbappe, tình huống xoay compa. Các cầu thủ đội khách đã về rất nhanh. Đường truyền, truyền đi Messi. Tiếp tục là Lionel Messi. Úi giời, quá đẳng cấp đến từ Messi. Và đây là Jude Bellingham. 2-0. Sức mạnh hủy diệt của hàng công Real Madrid và người ghi bàn lần này là Jude Bellingham. Trước đó chúng ta phải kể đến pha nhảy múa trước vòng cấm của Lionel Messi. Một mình anh với ba hậu vệ đối phương, anh vẫn có thể tung ra một cú cỡ lòng bóng đập thẳng vào lưng của hậu vệ đội khách. Và Jude Bellingham chỉ cần có thế, anh nhồi luôn cho phát nữa. Tỷ số đã là 2-0. Tình huống phòng ngự tốt là của Theo Hernandez. Đây rồi. Úi dồi ôi, đã biên cho ai đây? Chúng ta đã có một tình huống sai lầm thuộc về Theo Hernandez và Rudiger đã để qua người. Rất may trong tình huống đó thì tiền đạo của đội khách đã dứt điểm, không thắng được Thibaut Courtois. Đội khách được hưởng một tình huống phạt góc nhưng mà bộ tứ vệ vẫn đang thi đấu tốt, trừ trường hợp đã biên sai địa chỉ của Theo Hernandez. Sai lầm sơ đẳng của một siêu sao. Theo Hernandez bây giờ thì anh là một siêu sao rồi. Năm ngoái thì Giao Cancelo nổi lên nhưng mà năm nay thì Giao Cancelo lại chìm quá. Và là năm của Theo Hernandez. Đây rồi, tình huống phản công. Đây là Kevin De Bruyne, đường truyền dành cho Lionel Messi. Tình huống đập nhà hơi toang của Lionel Messi, không hiểu sao trong tình huống đó. Lại là một tình huống truyền sai của Rüdiger, liên tục xuất hiện những pha sai lầm ở hệ thống phòng ngự. Lần trước là Theo Hernandez và lần này là Antonio Rudiger. Một tình huống đánh đầu và cũng là một Rudiger khác đã ghi bàn. Rudiger của mùa Legacy. Tình huống đánh đầu quá dũng mãnh của cầu thủ này, không ai có thể theo kèm được Rudiger. Tình huống nhảy lên và trong meta hiện tại thì những tình huống phạt góc như vậy khả năng ăn bàn là rất cao. Và anh em nên tránh những tình huống phạt góc nha. Tránh đội bạn spam góc. Đó là một cơ hội cực kỳ lớn. Hy vọng sau thứ năm này, sau showcase, chúng ta sẽ đón nhận được những thông tin big update mới về server FIFA 3 Hàn Quốc. Đây là Kylian Mbappe và một tình huống fake shot đã đánh bại hoàn toàn ba hậu vệ của đối phương. Quá đẳng cấp đến từ ngôi sao số 1 của bóng đá Pháp thời điểm này. Chúng ta cùng xem tình huống này. Ba cầu thủ chạy theo Kylian Mbappe và đội bạn đang dùng chiến thuật pressing rất nhanh. Hiệp 1 của trận đấu có 2 phút bù giờ và ngay lập tức trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp đấu này. Hai đội tạm rời sân 6 phút trước khi quay trở lại hiệp 2.
một trận đấu cũng tương đối là hay của hàng công, nhưng mà hàng phòng ngự thì hơi toang, họ đã hơi chủ quan trong những tình huống gần đây. Chúng ta cần phải kiểm điểm lại trong hiệp 2 trước đây rồi, một tình huống qua người nhưng mà không thành công. Tình huống phòng ngự rất tốt của Theo Hernandez nha, ngoại trừ tình huống ném biên hơi sai lầm ra thì Theo Hernandez ngày hôm nay coi như là phong tỏa hoàn toàn cánh trái. Hướng tấn công của đội bạn là hướng tấn công cánh phải, nhưng mà đối với Real Madrid là cánh trái nha. Đường chuyền về dành cho Arap Hakimi, đây là Rudiger. Tiếp tục là những pha đàn bóng cực kỳ hay Theo Hernandez. Đây là Jude Bellingham, lại là Theo Hernandez và Jude Bellingham, Vinicius Junior. Những pha bật tường như này thì sẽ khiến đội bạn cực kỳ khó chịu. Đường chuyền dành cho Kylian Mbappe và lại là một đường cầu vòng dẫn thẳng vào khung thành đối phương. Tình huống cứa lòng bằng chân trái của Kylian Mbappe, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người kiến tạo là Jude Bellingham đỡ bóng một nhịp và tung ra cú cứa lòng luôn. Không cho hàng phòng ngự của đội khách một cơ hội nào, tỷ số là 4-1 rồi. Phong độ ngất trời của cầu thủ Real Madrid, họ đang thị uy sức mạnh ở trên sân nhà của mình. Hai trận đấu liên tiếp họ đã ghi 7 bàn thắng vào lưới của đối phương. Một tình huống qua người đối với Theo Hernandez, nhưng mà ngay lập tức lại phải giật về thôi. Qua Hernandez đấy, qua làm sao được, anh em thấy sức mạnh của Theo Econ không? Theo Econ là một trong những LB mình đánh giá rất cao, và anh em nếu có điều kiện thì nên mua Theo Econ về đội. Nếu ít tiền thì có thể mua Theo Econ của mùa World Cup Bay. Nhưng tình huống tạt bóng như này thì hơi vô vọng, khi mà những người ở phía trong là Rudiger và Ender Militao có khả năng đánh đầu tương đối tốt. Đây rồi, đường chuyền dành cho Lionel Messi. Lionel Messi chạy thoát bay việt vị quá hay, và Thôi. Phút thứ 68 và là 5-1 rồi. Nói chung mình không hét trong cái tình huống đấy làm gì cả. Một mình Lionel Messi một bóng, và ở phía trước thì chỉ có thủ môn mà thôi. Làm sao mà sút ra ngoài được. Anh em nhìn tình huống này, Lionel Messi còn đẩy một nhịp bóng để chỉnh bóng cho thuận chân trái và đóng thẳng vào góc cao. Tỷ số là 5-1. Đóng hòm, không có cơ hội nào cho đội khách. Còn 30 phút nữa, nhưng mà với áp lực họ tạo ra từ đầu trận và với lối đá của họ, với những con người trên sân. Ui đây, thôi xong. Chúng ta đang đẩy lối đá pressing, và tình huống đánh đầu rất hay. Nhưng mà Thibaut Courtois vẫn thể hiện giá trị của mình. Chúng ta dẫn 5-1 nhưng vẫn để chiến thuật pressing để ghi được thật nhiều bàn. Tiếp tục là những pha không chiến. Ngày hôm nay thì cầu thủ Real Madrid không chiến tốt. Đây là Kylian Mbappe trong tình huống này tranh chấp hơi đuối nhỉ, để cho đội bạn cướp bóng và tung ra một tình huống dứt điểm từ xa rất nguy hiểm, và Thibaut Courtois lại phải đứng trước một tình huống phạt góc, và đây là Didier Drogba. Cầu thủ có thẻ đá, có thẻ kinh nghiệm là cộng 8 đỏ chót. Tình huống đánh đầu cực kỳ dũng mãnh. Đội bạn cũng chỉ hy vọng vào những tình huống tạt cánh, những tình huống phạt góc mà thôi. Họ không thể nào xuyên phá được hàng phòng ngự của Real Madrid bằng những cách khác. Sau khi dẫn đối phương đến 5-1 thì tốc độ của trận đấu đã bị các cầu thủ Real Madrid làm chậm xuống, họ đã hầu như không còn động lực để ghi bàn nữa. Đó là cơ hội để cho đội khách vươn lên. Những tình huống đan bóng giữa Theo Hernandez và Vinicius Junior. Cánh của Theo Hernandez và Vinicius Junior phòng ngự thì chắc, tấn công thì bén. Đội bạn ngày hôm nay mở nồi cơm ra chắc chắn sẽ thấy Vinicius, nhưng mà cần phải tập trung hơn. Đây là những cơ hội hiếm hoi của các cầu thủ đội khách, họ vẫn còn động lực để ghi bàn. Tình huống phản công chăng? Đây là Vinicius Junior, đường chuyền dành. Lại là một tình huống xử lý lỗi của Kylian Mbappe. Khi mà anh đã có nhiều siêu phẩm, khi mà anh đã đạt được nhiều điểm số tốt, thì anh bắt đầu là có dấu hiệu của sự chững lại trong trận đấu này. Từ nãy đến giờ thì Kylian Mbappe xử lý không được tốt cho lắm. Và nếu mà có người thay ở trên sân thì có lẽ là mình sẽ thay vị trí của Kylian Mbappe ra để giữ sức cho những trận đấu sau. Và qua người không thành công của Vinicius Junior, trận đấu có đến tận 5 phút bù giờ cho hiệp 2. Không hiểu sao Vinicius Junior lại phạm lỗi trong tình huống vừa rồi được nhỉ. Mình cứ tưởng là người bị phạm lỗi là cầu thủ người Brazil cơ. Phạt qua người hay của cầu thủ Real Madrid, nhưng không thể nào qua được thêm một cầu thủ nữa. Cự ly đội hình của cầu thủ đội chủ nhà ngày hôm nay là rất tốt. Những tình huống đan bóng và chỉ đợi hồi còi của trọng tài mà thôi. Real Madrid đã giành chiến thắng 5-2 trước đội khách. Một trận đấu mãn nhãn. Nếu anh em thấy video mình hay, bố ý hãy cho mình xin một like và subscribe của kênh nhá.